សូមស្វាគមន៍មកកាន់ការសិក្សានៅ But ពិតជាមាននៅតែថាថៃមានអត់បាទអញ្ចឹងឯងបើសិនមានប៉ាត់មែនវាធ្វើការ return ជួយយើងបើអត់ទេវានឹងធ្វើការ return for យើង Okay ហើយខ្ញុំធ្វើការបង្កើតនៅ class មួយនេះ which is going to be awesome ហើយនៅក្នុងនេះខ្ញុំនិយាយបង្កើតនៅ 3 variable ទី 1 a equal to 1 b 3 b equal to can hello world I see set again zone to zone zone 1 អញ្ចឹងដើម្បី check នៅ By attribute, like you can get a young to a kind of variable, we get a wise equal to can has attribute. I pass all in which is awesome that you clearly in the check. I option to be the young year on B attribute the young junk check by which is object. You mean it a variable to get data tie in junk check. And then you mean ABC, but then you back cabin not work there. With the other, but you junk check A, you get a A. I am print some of But, so A may not be, mean variable A may not be, mean, but chẳng, chẳng nhóm print là cứ true, bởi vì là true yên. Cho bởi xanh nhóm đẹp F yên, so mean ấy bởi variable F mean ấy, on mean đấy, cái nào on mean cứ, which is we return for yên. Cái on mean này tế là sửu lắm, bởi số ta hai đấy bán chỉ dương thật phở là has attribute năng. Vì bố dương bà cát khlạc luôn dương như bà cát function luôn dương nhỏ đăng Vì phải phán bà khlạc vì mẹ rộng ta Vì đôi chùm lại dương mà bố đã khlạc dương bà cát luôn dương Function dương bà cát luôn dương Rồi hết ấy cứ dương trăm bài thờ phở nè has attribute nè Bà vì bố đã Vì ai ta chỉ rương mùi chlạc thì đó Bà cái lại này bố đã Bà khlạc dương ác xe nè khlạc Khlaa đại dương đại đại kê ta xe lịp máu Rồi chúng ta tới vì miền là Vì miền là variable data thay để scan này không nên rốt khơi nhỉ Chúng ta dùng check tới màn tích dùng Số ta ok này không khlaa năng vì miền Ôi thì hoa ta ở lấy nhỉ Vì bạc bật dồn Vì bạc bật dồn Nhưng chăng người ta Nẹ đại kê bạc cái hàng pipe bằng để cho kê ta xe lịp mùi เล็บนั้นมีหอบเลียนลายบ่ไอ้ในក្នុងคลาสนั้นมีประมาณ 1,000 ឬក៏ពេលខ្លះយើងដឹងមួយក៏ប៉ុន្តែយើងចង់ឆែកនៅមួយហ្នឹងថាអូខេតើមួយហ្នឹងពិតជានៅក្នុងខ្លះហ្នឹងមែនអត់យើងចង់ឆែកវាអញ្ចឹងដល់ពេលអញ្ចឹងទៅយើងអាចនិយាយថា បើសិនយើងវាយនៅឈ្មោះvariable នឹងបញ្ចូលនៅក្នុងhasattr នឹងបើសិនជាវាពិតជាមានប៉ុន្មានអញ្ចឹងវារិទ្ធនឆ្លូឲ្យយើងមានន័យថាវាពិតជាមានប៉ុន្មានមិនចឹងកាលណាវាពិតជាមានប៉ុន្មានគឺពេលហ្នឹងយើងអាចនិយាយយើងអាចហៅនៅខ្លះហ្នឹងហើយភ្ជាប់ជាមួយនឹង function ហ្នឹងឬក៏ភ្ជាប់ជាមួយនឹង variable ហ្នឹងយកមកប្រើបានអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងវាអាចជារឿងមួយឆ្លាតបាទនៅក្នុងការដែលយើងសិក្សានៅhasattr នេះអញ្ចឹងនៅក្នុងវគ្គនេះគឺតែប៉ុណ្្នឹងបងប្អូនអរគ្នាបាទហើយយើងនឹងតទៀត